Có hàng, có hàng các bạn ơi. Có hàng rồi. Giờ còn hú nè. Được á, được á. Cố lên. Còn kia nữa hả? Hú cô các bạn ơi. Cái hú, hú cần các bạn ơi. Rồi. Hugo rồi các bạn ơi. Có Hugo rồi nha. Trời đang ngồi giái giái. Nó kéo hú cần luôn. Đã quá các bạn ơi. Không biết cái gì đây. Đã sướng sướng sướng. Trời ơi bạn ơi. Đã. Trời ơi sướng bạn ơi. Chờ đợi từ sáng giờ. Lên bờ luôn rồi. Trời ơi trời, cá mè nữa hả trời. Xong rồi các bạn ơi. Cá mè nữa rồi các bạn ơi. Trời ơi trời. Hôm nay là ngày gì vậy trời. Cá mè nữa rồi. Tưởng cá trôi hoặc là cá chép chứ. Ai ngờ đâu cá mè nhớt. Nè các bạn, theo con cá mè nhớt đó nè. Buồn lắm rồi. Cho vô vỏ luôn. Cuối giờ tính. Trời ơi trời. Kéo chiếc cần băng bên luôn. Ai ngờ đâu cá mè nhớt nữa rồi. Sáng giờ chuông hú đựng phát thì lại lên cá mè nhớt. Hôm nay không may mắn rồi các bạn ơi. Không sao, câu tiếp. Câu tiếp nha các bạn. Có cá mình sẽ review tiếp. Hú cần rồi các bạn ơi. Cái cần cũ đó rồi. Kìa kìa kìa. Nó đang kéo kìa. Mới còn nữa. Mới hú luôn á. Còn không trời. Nó kéo khoảng 20 giây à. Kìa kìa. Cước cái cước cước nó đang chạy kìa. Con này nhỏ à các bạn ơi. Không to. Nó kéo có chút à. Quay cái vòng nó kéo cần nó vui kìa. Cá gì vậy trời? Đừng nói là con cá mè nữa nha. Lại dùng dây lại rồi. Rồi cá nhỏ các bạn ơi. Mình quay thử nha. Cho lên luôn. Chứ cá nhỏ quá. Cũng được á. Có hàng là vui các bạn ơi. Trống mớm. Con nãy là trống mớm rồi đó. Thêm con nữa nè. Cái gì vậy trời? Ê, ê, ê. Rồi có mè nữa rồi các bạn ơi. Mè nhiều thế. Con này làm gì giờ, làm gì trời? Thả chứ còn làm gì nữa trời. Đi 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 đi. Đi đi. Đi đi. Sáng giờ ba con có mè rồi đó. Đi đi đi. Mè ốc biêu không à. Chút không à.
cũng lôi cần lăng xê nữa chứ. Ok, mình quay tiếp nha các bạn. Khoan các bạn ơi. Khoan rồi. Giờ còn hú nè. Được á, được á. Cố lên. Còn kia nữa hả? Còn kia nữa các bạn ơi. Ê, ê, ê. Hai con luôn các bạn ơi. Sao giờ đây? Gì trời? Gì vậy? Gì trời? Kỳ ta. Kỳ trời. Vậy sao trở tay lừa kịp. Lần hai cần. Trời. Vậy sao rồi? Rồi xong luôn. Sảy cá rồi các bạn ơi. Trời trời tiếc. Sao hai cần dính cùng một lượt được ta. Khó hiểu luôn á. Sảy cá rồi các bạn ơi. Con này to lắm. Quá tiếc các bạn ơi. Nè, hai lần dính cùng chỗ luôn nè. Kì trời. Mới thấy luôn á. Sảy cá rồi các bạn ơi. Nhớ mình quăng ra lời nhau mà. Chứ không chỗ lúc trời. Không được cái mắng các bạn ơi. Ok các bạn ơi. Con cá mình quay tiếp các bạn ơi. Quá xui rồi. Có hàng nữa các bạn ơi. Cái cần này nó hú vài phát nè. Chắc cái nhỏ gì á. Đó, biết ngay mà, có hàng mà. Còn kia hú vậy? Nó có mè nữa nha. Trời ơi. Có mè nữa các bạn ơi. Nè. Cái mè nhiều thế nè. Cái mè nữa nè. Thả nữa rồi các bạn ơi. Trúng ổ cái mè luôn. Thả nha các bạn. Đi 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 đi. Tao không bắt mày đâu, mình đi mày cứ đi thoải mái. Bắt mày đâu mà sợ. Năng nỉ nó đi luôn các bạn à. Ok nha các bạn. Tôi cá mình sẽ review tiếp. Hàng ơi, hàng.
Coi hú có hú hàng ơi bạn ơi. Hú mạnh luôn á. Đâu rồi? Xảy rồi. Gì trời? Trời ơi.